Rồi, Lượng cũng xin chào quý cô chú anh chị em và hỏi năm mới bé chuột nha. Thì đầu video cho Lượng gửi để chào lời chúc sức khỏe tất cả mọi người. Thì sáng nay Lượng vẫn tiếp tục đi thăm bé chuột nha mọi người. Đó, thì hôm nay Lượng ra cánh đồng này thuộc về Hòa Khánh. À, Lượng bẫy được 34 cái luôn. Lượng bẫy cặp theo mấy cái mí ruộng nè. Đó, thì hôm qua Lượng bị bẫy, sáng nay Lượng đi thăm. Bây giờ Lượng xin mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm thăm bé chuột công nhâm nha. Thì chỗ này hôm trước cũng có người ta đặt rồi mọi người ơi. Đó, người ta đặt rồi nhưng mà bữa nay Lượng đặt lại. Nhìn mấy ông kia đặt mồi. Đặt mồi á thì không có đặt được dưới nước nha. Không đặt được dưới nước chứ không đặt được trên cỏ nên bữa nay Lượng đặt đại lực. Lượng đặt lại, Lượng đặt trên cỏ. Trên cỏ gì đặt dưới nước luôn. Đó thì để chỉ cho mọi người coi nè. Chỗ này là ông đặt dính rồi nè, chuột cống nhum con. Nó vô nó cắn banh chành một mót đó. Nó cắn rắn là mót đó. Rồi gặm xong ổng gãy lúa. Thì Lượng đặt thì Lượng không có đặt mồi nha nè. Đây Lượng đặt một cái đầu tiên nè. Lượng đi im quá trời luôn nè. Quy ơi, Lượng đi vậy. Lượng đi vậy nè. Chắc bị dính rồi quá. Rồi một cái đầu tiên tuyệt ngồi. Để hôm nay Lượng đặt ở dưới nước coi thế nào nha nè. Lâu lắm rồi cũng không đặt chuột nước. Ngày chỗ này Lượng đặt cái. Ngày chỗ này Lượng đặt cái chuột cơm. Dính không? Dính không? Ừ dính chuột cống con trời. Nó đâu đây? Đây nè mời. Dính được con. Đây con đầu tiên. Lượng tính nghĩ đặt chuột cơm không? Tại Lượng thấy hai cái hang đó kìa. Nên cái hàng này đi ra này nè. Đó, cái hàng này ra. Đây, một con. Được một con đầu tiên rồi ông Huy ơi. Đó. Rồi đây là cái đây là Lượng đặt đường ra nó ba cái luôn nha. Không biết còn cái bẫy không. Đây sập một cái nè. Trời ơi sao cái chuột lúa rồi ta. Nè, anh em coi cái đường nó bự nè. Đường này là hổm ông kia ông đặt ngay chỗ này dính đây nè. Này này một con chuột lúa anh em ơi. Trời ơi sao đi ra có con chuột lúa không vậy. Lượng sửa lại cái. Ở đây đặt 4-5 cái dưới luôn nè. Đường mòn ra nè. Sao không đi chàng ơi. Hai cái. 4 cái rồi. Trời ơi đây cái im quá mà sao kỳ vậy. Ủa quá. 5 cái. Đây. Đây cái dính con chuột lúa anh em ơi. Nó ra tới ngoài này dính chuột lúa chà bá luôn. Không có đường đi. Nó vô con chuột lúa. Cái này là có người ta đặt rồi anh em. Dính rồi đó. Chứ mấy đường này mà gặp là không có chạy đâu. Rồi 6 cái. Ở đây đĩa dữ lắm nha nè. Hồi xíu mình quay với mấy con đĩa cho anh em coi. Nó có bu giòn quay cho con. Đĩa con nào đây. Đây nè còn mấy con trồng nè. Còn mấy con trồng nó đĩa dữ lắm. Tới đây luôn có một cái. Hy vọng cái này dính con bự bự cho anh em trải nghiệm thôi. Bảy còn không đây. Ừ đây anh em ơi. Đây anh Huy ơi. Bây giờ cái đường nó đi khôn dữ trời đâu. Nếu đây. Nếu anh em nào mà không tin mắt thì đâu có nhìn thấy đâu. Đó, thấy không. Đường đi đâu đó đi ra xíu vậy đó. Nè. Hôm qua mà phát hiện như này thì gì không. Phát hiện cục cức nó nè nè. Đó. Mấy con này là đi bày luôn nha anh em. Anh em có quyền đặt. Anh em có thể đặt một đường nó đi ra là 3-4 cái dính hết luôn á. Bên kia mình đặt kiểu đó nhưng mà không biết có hay không. Đây được một con nữa anh em ơi. Tàn về chuột giờ cỡ này không. Cỡ này là hết cỡ rồi. Xuống này đừng đặt chuột nước nha anh em. Hôm nay là tổ tài đặt chuột nước. Tại vì hôm qua đi ra đây không thấy luồng đâu.
thấy ở dưới nước nè, đây là đấm năng nè, chuột cũng ra đây nó kiếm ăn, mình đặt hai cái thử coi kết quả như nào nha anh em. Hy vọng là mình sẽ có kết quả cho anh em coi. Một cái tụi lũi rồi, cái cây sập vô con gì à? Trời ơi, anh chuột lúa. Trời ơi, hai cái vô anh chuột lúa anh em ơi. Không kỹ lội ra tới đây, chính anh chuột lúa. Thật là quái trưởng. Kênh cho mình lên tivi luôn, kênh không? Ở đây còn trâu. Còn trâu là còn đĩa nha anh em. Rồi hai cái này dính con chuột lúa nữa, thật là quái trưởng anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi, ở đây lận bẫy dài lên trên kia luôn, đây thăm từ từ lên nè. Đây chỉ cho em coi, đây cái bẫy này của anh em, người ta đặt dính á. Đây coi chuột cống dung, con lông chà bá lửa vậy nè, con chuột bự ghê không. Chuột này vô là cái bẫy nó không vừa luôn, vậy mà sao nó cũng dính. Rồi ổn ghê. Là cái bẫy xấu gì đâu. Đây, hôm qua lượng đặt. Thấy nó trong này có cái luồng nhỏ nhỏ. Lượng đặt lại. Đâu rồi? Này cái bẹo đây. Cái bẹo đó là cái bẹo người ta đặt sót á. Đừng đặt đâu ta. Ờ dính dính anh em ơi. Vậy mà dính được con chứ. Lúa ha con. Cơm. Trời ơi chục cơm anh em ơi. Tiếc thiệt. Ổn ghê không? Để dính con chục cơm nữa. Đây lần bảy được à. Cái luồng này đi ra bự quá. Mình bẫy tới 4 cái nè, cái đầu tiên dính nè. Không còn. Đó không? Còn không? Một lứa. À, cái bẫy luôn nè, bao luôn, bao anh em đặt cũng nhầm luôn nha. Đây còn lứa nè. Cho vô nồi đi. Cho vô chắc ăn. Rồi được 3 con rồi anh em ơi. Để thử rồi cái luồng này ra. Dính mấy con nha nè, đặt 1, 2, 3 cái. Ủa, đặt có 3 cái, 4 cái hả? Ủa sao ra có 1 con rồi ta? Này đặt văng quá trời luôn, sao ra 1 con vậy? Uống đi có 1 con hả anh em ơi? Trời ơi, uống đạn không? Tôi thấy ra này quá trời luôn nè, nên có luồng đi bự ghê. Tưởng đâu chục bự chứ. Làm văn 3 cái ngoài này nữa. Phải 3 cái nữa. 1, 2, 3 4 cái. Uổng quá anh em ơi. Sẽ dính con chuột mất 4 cái 7. Cái này còn đặt 1 cái. Ừ sập sập rồi. Ừ vô tơ 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 nữa nè mà. Con này bự bự. Con này nè. Con này hơi bự bự được. Ở đây lượng dí được 3-4 cái vậy đó. Đây đừng con anh em. Nè, hôm nay đặt chuột nước nha. Đó. Đây họ ra ngoài sắp tiếp đội hình lại anh em. Đây đừng con nữa. Tơ tơ không. Đây một cái. Đây một cái. Sập luôn anh em ơi. Hy vọng dính luôn nha. Dính không? Ừ dính luôn anh em ơi. Đây. Đây con lên em ơi. Tơ tơ không? Bài này bay lứa à. Bài này bay lứa anh em ơi. Dính rồi. Đó. Nó đặt chuột ở dưới nước không dính đâu. Hai cái hai con. Đây lưng thấy sập nữa nè. Cái này chỗ này lưng thấy sập đây rồi. Đúng rồi. Trời ơi cái này sập dê mà vô con chuột lúa. Trời đất quỷ thần ơi anh em coi. Chuột lúa hết thân không? Rồi đặt, lượng đặt tiếp hai cái lượng này, ra hai cái nữa. Đây, ra tới đây dính con.
đó anh em thấy không, đó thấy không, đó dưới chuột đàn là phải vậy nha em, bên đây dính luôn nè, đó thấy không, đó mày này là dính hết luôn anh em ơi, bốn con à. Ồ, có cái này không dính anh em, cái này lưng đặt ngược chi tiếc quá, đặt bên kia đi qua phải đặt quay vô là nó cũng có thể dính luôn anh em, quay vậy là được rồi, quay vậy là có thể dính luôn nè. Rồi anh em ơi, mưa thương gió hòa, có anh đặt chuột lứa thì ra dính lứa. À, đứng ấp máy đi, rồi đi tiếp nha. Máy sắp xếp đội hình lại anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đây là cái luồng này dính được 4 con. 4 con lứa không? Hoặc là quải trưởng. Đặt. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm đặt chuột nước. Rồi tới đây còn đặt được mấy cái đây, giờ quên nè. Đây cái. Đây cái hy vọng không? Cái này đặt. Cái đường đi không im. Anh em ơi. Đường đi này cũ quá. Rồi, tới tiếp tục. Tới bờ này lần đẩy được mấy cái nữa là như gần hết 7 rồi sao anh em ơi. Đây mình thấy cái gút hai cái luôn, hai cái này đây, ở dưới 50 lúa anh em ơi ha, một cái hết đây, cái nữa nè, hai cái, hai cái dính 50 lúa không vậy. Cái này mà hy vọng dính chuột cống ơi. Ờ, cái này giờ không dính chúng ta. Lụng đi nè anh em coi, cắn cỏ nè, thấy không? Vậy mà nó không đi. Rồi, hình như gần hết 7 rồi anh em ơi. Để lên liếm 7 coi được nhiêu cái rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi, còn 8 cái nữa. 8 cái là hết 7 luôn đó. Đây mình thấy có cái gút không biết cái dấu đi. Đặt mấy đâu đây? Không có cái gút này, mới lấy đây. Ừ, dinh đây. Ừ. Đây được anh bự anh em ơi. Tí nữa lạc nữa nè, đó, anh này cũng tơ à. Rồi. Một con nữa nhập ngũ anh em ơi. Đây. Quá trời bày lứa anh em ơi, con này trúng luôn, được 10 con lứa. Này nặng quá hết quay nổi. Thôi khi tới bờ mẫu đây còn bỏ xuống luôn. Rồi 7 cái. Mấy cái đâu hết rồi. Rồi lên bãi lãi quải lên bờ này. Tí xíu mình đi ra đây. Ủa khúc này đâu có đặt. Ủa có hả? Đang coi anh em ơi. Ủa đâu sao đặt đây vậy? Đặt đây không có buộc luôn. Trời ơi. Anh em thấy đặt được nước không? Đây con. Đặt ở trong này nó không dính mà dính ra ngoài này trời. Nè. Rồi để lượng tiền còn hai cái nữa nè mà. Đâu mà đặt ra ngoài này. Hai cái. Em thấy đặt chuột nước sướng không? Đặt kiểu này là mấy ông đặt mồi là thua nè. Thứ nhất. Đặt mồi là đặt trên cỏ nè, kia là khua nè.
đặt mồi là đặt chuột này không được nha Quy. Anh em thì có kinh nghiệm mà ông dưới làm gì vuông tôm không, mà làm gì có có cỏ mà đặt có nước mà đặt giống vậy đúng không? Rồi, được hai con nữa, đừng con nữa anh em ơi. Tìm ra được mấy cái bẫy à? 24, 26, 28, 29. Rồi tới đây lần đặt hai cái anh em ơi. Hai cái này là đặt đón luồng đi trên cỏ nha. Đón luồng đi trên cỏ, gọi cái này không dính anh em. Đón luồng nó đi màu ngọn trong nó ra. Một cái. Này một cái nè. Cái này dính anh em. Anh em nhìn nè. Nhìn thì đi đặt cái có kinh nghiệm nha. Nó đặt mấy này là không đặt ngồi là thua nha. Nó nè mới nhúc nhích không. Ấy 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 đừng tung ra nha. Chục cơm hay chục lúa. Chục cơm. Chục cơm chà bá luôn anh em. Nó đi lên cỏ chục cống chục cơm gì nó cũng đi hết. Anh em nhìn thấy luồng thì anh em đặt. Rồi để mình kiếm hai cái bẫy lạc anh em ơi, đặt hai cái. Rồi, nãy giờ lửng thăm bẫy xong rồi anh em ơi. Vác từ ngoài kia, hàng cây ngoài kia mà vô đây thấy phê quá anh em. Nó dính ở chung cũng được. Được mớ mà. Vừa bẫy vừa chuột nó nặng. Rồi bây giờ để lửng lấy hành quả ra nha anh em. Đây chuột cơm đầu tiên anh em ơi. Một cống nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy, tám, chín, mười. Rồi, lượng cũng xin tổng kết thành quả hôm nay anh em ơi. Hôm nay lượng đặt 34 cài bẫy, dính được 18 con. Thì trong khi đó chuột cống nhung nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 con chuột cống nhung. 9 con chuột cống nhung, 9 con chuột lúa nha anh em. Đó. Đó, video clip bẫy chuột lượng đến đây cũng xin kết thúc. Anh em nào có nhu cầu bẫy chuột nè. Đó, chuột con, chuột bầu, chuột sinh sản gì đó thì liên hệ số điện thoại lượng ghim trên màn hình nha, hoặc để dưới phần mô tả nha anh em. Rồi, bây giờ cũng xin chào anh em. Hẹn quý cô chú anh chị em những video tiếp theo nha. Lâu lâu ngày được. Lâu lâu đặt chuột nước một bữa chúng anh em ơi. Đó, hôm nay là 9 con dâm này cũng được. Nói chung là 9 con này chắc cũng tầm 3 kg anh em. 3 kg, 3 kg rưỡi à. Không tới. Cái 90 con nữa. Hôm nay chắc cỡ tầm 4 kg chuột anh em ơi.